Nhận định Tottenham với Inter Milan. Nhận định, phân tích tỷ lệ và dự đoán trận đấu Tottenham với Inter Milan trong khuôn khổ ICC 2019. Cập nhật thông tin. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất về trận đấu. Tottenham và Inter Milan sẽ chạm trán nhau ở trận đấu cuối cùng của ICC 2019. Đây cũng gần như là trận đấu giao hữu cuối cùng của hai đội trước khi bước vào mùa giải mới và người ta sẽ phần nào nhìn ra được sức mạnh thực sự của họ. Đội bóng thành London đã có thể nói đã trải qua một mùa hè tương đối thành công. Họ giành được những kết quả không hề tệ ở loạt trận giao hữu vừa qua. Ấn tượng nhất có lẽ là việc lên ngôi tại Audi Cup sau khi đánh bại Bayern Munich ở trận đấu gần đây. Và trước đó là chiến thắng đầy thuyết phục trước Real Madrid. Tottenham đã trở thành một thế lực tại nước Anh và đang vươn tầm ra châu Âu. Dưới bàn tay nhào nặn của huấn luyện viên Pochettino qua nhiều năm, những Ali, Harry Kane hay Heung-min Son gắn kết với nhau thành một tập thể thiện chiến, giao tính chiến đấu. Trong khi đó, Inter Milan lại đang trên con đường tìm lại ánh hào quang xưa. Sân Giuseppe Meazza đang chứng kiến một cuộc tái thiết khi huấn luyện viên Antonio Conte lên nắm quyền thay cho người tiền nhiệm Spalletti. Nửa xanh thành Milan chưa giành được chiến thắng nào trong 3 trận đấu gần nhất. Tuy nhiên cũng nên nhớ là đối thủ của họ toàn những ông kẹ như Man United, Juventus hay PSG. Đã có những sự tươi mới trong lối chơi được Conte mang lại như việc chuyển sang sơ đồ 3-4-3 sở trường, giúp cân bằng hơn giữa tấn công và phòng ngự. Thực tế, Inter đã chơi sòng phẳng trước những đối thủ kể trên, nhưng có lẽ vẫn cần thêm thời gian để cựu thuyền trưởng Chelsea hoàn thiện cỗ máy chiến thắng của mình. So với Tottenham quá nhuần nhuyễn dưới tay Pochettino, nửa xanh thành Milan chắc chắn vẫn phải chịu lép vế. Viễn cảnh về một trận đấu khó khăn cho Conte và các học trò là khó tránh khỏi.